Sáng 29 tháng 12, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã họp lần thứ 3 để đánh giá hiệu lực bảo vệ qua thử nghiệm lâm sàng của vaccine COVID-19 Nanocovax do công ty Nanogen TP.HCM sản xuất dựa trên các số liệu mới nhất. Theo kết quả nghiên cứu qua giai đoạn 2 và giai đoạn 3 được báo cáo tại cuộc họp, vaccine Nanocovax làm giảm số mắc COVID-19, giảm nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong khi mắc COVID-19. Trong đó, hiệu lực bảo vệ tử vong của vaccine Nanocovax là 100%. Hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax cũng giảm dần theo thời gian. Tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nanocovax liều tiêm 25mg đạt 52,1%, đạt tiêu chuẩn cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và FDA Hoa Kỳ. Sau khi thảo luận dựa trên kết quả nghiên cứu và các dữ liệu bổ sung, 11 trên 15 thành viên hội đồng bỏ phiếu chấp thuận về hiệu lực bảo vệ của vaccine COVID-19 Nanocovax, 2 phiếu đồng ý nhưng đề nghị bổ sung dữ liệu và 2 phiếu trắng. Một thành viên hội đồng chuyên môn cho biết cuộc họp này hội đồng đạo đức chỉ bàn luận bỏ phiếu về hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax với tiêu chí về tính an toàn, tính sinh miễn dịch đã được chấp thuận tại cuộc họp trước đó hôm 16 tháng 12. Dự kiến trong tuần tới, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia sẽ gửi văn bản đề nghị Bộ Y tế và Hội đồng Tư vấn cấp phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc sẽ họp để xem xét đối với vaccine Nanocovax. Ngày 20 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã thông tin liên quan đến kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine Nanocovax. Theo đó, về tính an toàn, vaccine COVID-19 Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn dựa trên dữ liệu báo cáo bổ sung giữa kỳ ngày 30 tháng 11. Về tính sinh miễn dịch, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thống nhất vaccine Nanocovax đạt yêu cầu về tính sinh miễn dịch. Về hiệu quả bảo vệ, Hội đồng thống nhất cần tiếp tục bổ sung dữ liệu các trường hợp mắc COVID-19 theo đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt.